Sau đây là màn bóc đĩa đầu năm. Đây là album mới nhất của John Mayer, gọi là anh em Việt Nam mình hay gọi là John Mayo. Cái này là đĩa mới nhất đấy, năm 2021. Hay không? Rất hay bởi vì là nó mang màu sắc của những năm 80 rất là rõ. Và John Mayer có nói là tất cả những cái nhạc khác John Mayer làm John Mayer có nói là cái tất cả những đĩa nhạc khác thì về chất lượng nghệ thuật nó đều rất thành công, nhưng mà đây là một cái đĩa mà John Mayer làm xong có thể ngồi nghe và bảo là ôi trời ơi sao mình đánh hay thế. Đấy, xin giới thiệu với các bạn, đây là album năm 2021 của John Mayer, tên gọi là Soft Rock, và slogan của album này là Life is hard, rock soft, hot. Bởi vì cuộc sống nó quá cực khổ đi cho nên chúng ta phải chơi rock nhẹ nhàng thôi. Sau đây tôi xin mở. Chứ mà hôm trước ngày hai mặc áo Mayo thì làm sao mà gọi là Mayo? Không, tên là John Mayer nhưng mà tiếng Việt giữ thành John Mayo cho nó thân mật. Đấy. Columbia Records, các bạn có thể thấy là cái đĩa này, cái decor của nó rất là đơn giản, rất là minimal. Nó mang lại cho ta cảm giác ngày xưa ấy, tức là mua một cái đĩa vinyl mà gatefold về mở ra bên trong chỉ có thế này thôi. Đấy, nó không màu mè gì cả, nó không phải in hình 3D gì cả. Đấy, sau đây xin mời các bạn thưởng thức.